Ngày 11 tháng 7, đường ống dòng chảy phương Bắc 1 dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức đã dừng vận hành để bảo trì trong 10 ngày. Việc này xảy ra trong bối cảnh nguồn cung khí đốt đang gặp khó khăn, nhất là việc phải chuẩn bị lượng khí đốt dự trữ cho mùa đông tới. Nhiều nước châu Âu đã có những chiến lược riêng để ứng phó với những khó khăn liên quan tới nguồn cung năng lượng. Tại Pháp, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire kêu gọi người dân tiết kiệm tiêu thụ năng lượng. Cùng với đó, theo tờ Le Etro, chính phủ Pháp có kế hoạch trao cho nhà nước các đặc quyền trong trường hợp khẩn cấp về năng lượng, trong đó nhà nước có thể vận hành các nhà máy điện khí và kiểm soát việc cung cấp điện. Tại Đức, bất chấp nguồn cung giảm, các cơ sở tích trữ khí đốt tại Đức vẫn tiếp tục được lắp đầy, ở mức gần 63%. Giới chức Đức cũng kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng. Trong nửa đầu năm 2022, lượng tiêu thụ khí đốt ở Đức đã giảm 14%, Nước này cũng sẽ sử dụng ít khí đốt hơn để sản xuất điện. Thay vào đó, các nhà máy điện than sẽ được sử dụng trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong khi đó tại Italy, nhằm tiết kiệm năng lượng, Rome đã có quy định bắt buộc tất cả các tòa nhà công chỉ để nhiệt độ máy điều hòa không khí ở mức tối đa 25 độ C vào mùa hè này. Vào mùa đông, máy sưởi chỉ được phép để từ 19 đến 21 độ C thay vì từ 20 đến 22 độ C như trước đây. Quy định bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5 và trước mắt kéo dài đến cuối tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, Italy cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số nước. Dự kiến trong năm nay và năm tới sẽ có thêm 9 tỷ mét khối khí được chuyển từ Algeria tới Italy, qua đường ống chạy qua Tunisia đến đảo Sicily. Nhà cung cấp khí đốt nhà nước Eni đã hợp tác với Qatar để phát triển mỏ khí. Norfit East dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất trên thế giới với trữ lượng khoảng 45 tỷ mét khối sẽ được khai thác từ năm 2025, trong đó một phần lớn sẽ được vận chuyển tới Italy bằng tàu thủy. Rome cũng đang lên kế hoạch nhanh chóng mở rộng nguồn năng lượng tái tạo với sản lượng 20 gigawatt được bổ sung mỗi năm để giảm sử dụng khí đốt sản xuất điện. Sáu nhà máy điện than theo kế hoạch ngừng hoạt động vào năm 2025 phải vận hành với công suất lớn hơn kể từ đầu năm nay.